Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2022, các huyện thị thành trên địa bàn tỉnh đã tập trung nguồn lực đầu tư cho các công trình trọng điểm nhằm phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và nâng cao đời sống người dân. Thị trấn Hạ Hòa những ngày đầu xuân, khắc phục tình trạng thời tiết mưa rét, nhiều công trình được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đang gấp rút thi công. Tuyến đường Hàn Thuyên đi qua trụ sở Ủy ban Nhân dân thị trấn hiện đã hoàn thành xong phần mặt đường. Khi thời tiết nắng ráo, đơn vị thi công sẽ cho thảm áp phan đưa con đường vào sử dụng. Cùng với đó, nhiều dự án khác trên địa bàn thị trấn như đường Lạc Long Quân, công trình xây sửa chữa trụ sở bảo hiểm xã hội cũ cũng sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2022. Năm 2022 thì mức đầu tư được bố trí là 14 tỷ. Thì đã xây dựng, một là hoàn thiện và trả nốt nợ nốt một số công trình mà đã tồn đọng từ trước. Cái thứ hai là tiếp tục xây dựng cái hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, góp phần hết sức quan trọng trong cái phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Để đảm bảo xây dựng được cái thị trấn trở thành cái đô thị và ngày càng văn minh hơn, hiện đại hơn. Tại xã Phương Viên, chính quyền địa phương và người dân rất phấn khởi khi đầu năm nay, con đường nhỏ hẹp xuống cấp nối từ quốc lộ 70B đi xã Gia Điền sẽ được nâng cấp, mở rộng từ nguồn vốn đầu tư công với tổng số tiền 13,8 tỷ đồng. Thời điểm này, xã Phương Viên đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện hoàn thành giải phóng mặt bằng. Dự kiến con đường khi hoàn thành có chiều dài 2,5 km, nền đường rộng 6,5 m, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ở trên tuyến đường này thì một là các cháu học sinh đi học qua lại rất là nhiều. Đấy, cái thứ hai là cái số lượng về các cơ sở chế biến về lâm sản cũng như là về giao thương thì góp phần thúc đẩy cái kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt là đối với Phương Viên là một trong những xã sẽ xây dựng một nông thôn mới vào năm 2023. Khi được đầu tư đường này sẽ góp phần vào bộ mặt diện mạo của nông thôn mới của xã. Xác định đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội là yếu tố then chốt thúc đẩy huyện phát triển, huyện Hạ Hòa đã chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu của năm. Đến nay, tiến độ đầu tư công của toàn huyện bao gồm cả nguồn vốn sự nghiệp đã đạt trên 40% kế hoạch vốn năm 2022. Phấn đấu đến hết tháng 6, huyện sẽ có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 70% kế hoạch, tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm. Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành các cái dự án nhà ở đô thị. Hoàn thành những công việc này sẽ tạo ra nhiều thuận lợi và lợi thế cho huyện trong việc huy động thêm nguồn lực đầu tư công để giải quyết công nợ và có nguồn vốn để đầu tư các dự án trọng điểm phát triển hạ tầng để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2022 và những giai đoạn tiếp theo. Với những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2022, huyện Hạ Hòa phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn tỉnh giao trong cân đối ngân sách của huyện, đồng thời hoàn thành giải ngân tổng thể tất cả các nguồn vốn, bao gồm cả vốn ngân sách trung ương trước ngày 30 tháng 11 năm 2022.